Vâng, anh xin mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với An Phát Computer. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn hai sản phẩm cực kỳ đặc biệt của XPG Adata được giới thiệu tại Computex 2019, đó chính là cặp kit RAM Spectrix D60G và một chiếc SSD NVMe Spectrix S40G. Và để xem thì hai sản phẩm này nó có những cái điểm gì đặc biệt thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu cũng như khám phá trong video ngày hôm nay. Đầu tiên mình sẽ cùng với các bạn khám phá trước cái mẫu RAM là Spectrix D60G này đi. Ở trong hộp của chúng ta thì sẽ có một kit, thì chúng ta sẽ có hai thanh với dung lượng mỗi thanh sẽ là 8GB này. Và mình sẽ mở hộp cái này ra. Về cái mặt thiết kế của thanh RAM này thì nó vẫn giữ nguyên được những cái nét đặc trưng của dòng Spectrix. Ví dụ như chúng ta sẽ có đó là hai cái phần cạnh hông này, nó sẽ được làm cao hơn và ngay ở phần chính giữa thì nó sẽ được làm lõm đi đôi chút. Tuy nhiên có một trong những cái điểm khác biệt duy nhất ở trên cái mặt thiết kế của chiếc RAM này, đó chính là nó sẽ được thiết kế gần như là đối xứng hoàn toàn ở những cái phần vị trí là cái phần LED tản sáng này. Ở phần trên cũng như phần cạnh dưới thì nó sẽ được làm song song và đối xứng với nhau. Nó sẽ tạo nên cho chúng ta một cái cảm giác thị giác khi mà nhìn vào, nó sẽ trở nên trông đầy đặn hơn rất là nhiều so với lại những chiếc RAM khác đang có mặt ở trên trường. Chưa dừng lại đó thì với vị trí của phần tản LED này, nó sẽ được thiết kế theo cái hình dạng là những lát cắt kim cương. Và khi mà anh em gắn những cái thanh RAM này vào bên trong main ấy, ngoài cái việc mà nó sẽ giúp cho chúng ta tạo nên được một cái hiệu ứng ánh sáng khi mà nhìn vào thanh RAM này, thì những cái phần lát cắt kim cương này nó cũng giúp cho cái đường ánh sáng nó sẽ đến được nhiều nơi hơn ở bên trong bộ cây. Và theo mình thấy thì với việc được thiết kế như thế này thì nó cũng làm tăng thêm cái tính thẩm mỹ cho thanh RAM của chúng ta so với những thanh RAM khác đang có mặt ở trên thị trường. Và kể từ khi mà các bạn gắn những thanh RAM này vào main rồi thì các bạn mới thấy được cái độ ngầu của nó, bởi vì cái phần LED khi mà xuyên qua tản này nó cực kỳ là lớn. Theo như sản xuất có nói thì đây là một trong thanh RAM đầu tiên trên thế giới có cái độ bao phủ LED lên tới là khoảng trên 60% diện tích bề mặt của RAM. Và với phần LED ở trên thanh RAM này thì các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh nó với những cái màu sắc, cường độ sáng khác nhau thông qua phần mềm tại vì từ trang chủ của XPG, cũng như nó hoàn toàn có thể sinh được với rất là nhiều những phần mềm ở trên những chiếc mainboard đang được bán tại thị trường Việt Nam, ví dụ như là mainboard của Asus, MSI, Gigabyte hay kể cả của ASRock cũng được. Đối với phiên bản Spectrix D60G mình đang có đây thì nó đang được sử dụng cái bus RAM sẽ là 3000. Ngoài ra thì nó cũng có thêm được những cái option bus RAM cao hơn để cho chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng mà với cái bus RAM thấp nhất ở trên con Spectrix D60G này sẽ là 3000. Vậy nên thì tất nhiên nó sẽ hướng tới những cái đối tượng là những người dùng có điều kiện kinh tế dư giả một chút. Và tất nhiên thì cấu hình máy của bạn cũng sẽ phải cao để có thể kéo được cái bus RAM như thế này. Tất nhiên thì đối với Spectrix D60G nó cũng giữ được những cái tính năng cũng như nét nổi bật ở trên những dòng RAM của XPG Adata, ví dụ là độ bền cao, khả năng tương thích tốt với những con CPU của Intel hay kể cả của AMD. Và điểm đáng chú ý nhất đó chính là nó là một trong những thanh RAM đầu tiên ở trên thế giới có khả năng ép xung với cái bus cao nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới với sản phẩm thứ hai là chiếc SSD NVMe Spectrix S40G này. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra. Và thực sự thì khi mà cầm cái hộp này nó cực kỳ là nhẹ, nó cảm giác như là không có chiếc SSD nào ở bên trong cả. Và đây sẽ chính là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc SSD Spectrix S40G với dung lượng là 256GB. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế của chiếc SSD này. Phải nói là thực sự khi mà các bạn nhìn ở phần mặt sau của chiếc SSD này, nó hoàn toàn giống so với lại những chiếc SSD NVMe khác đang có mặt ở trên trường. Nó không có cái phần tản LED, nhưng mà quay lại cái phần mặt trước này thì anh em chúng ta sẽ có được một cái phần tản nhiệt, đó chính là cái phần heat sink cho chiếc SSD này, cũng như là một cái phần LED nữa. Nó sẽ được thiết kế theo cái hình dạng là vòng cung ở hai vị trí phần viền hai bên. Và ngay ở phần chính giữa thì các bạn sẽ có là một cái phần được làm từ chất liệu kim loại với các họa tiết là nhôm phay xước và logo XPG được in màu đỏ ở phần chính giữa này. Đối với vị trí LED ở trên chiếc SSD này thì các bạn sẽ có tổng cộng là 8 bóng, cũng như là các bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh nó thông qua những cái phần mềm mà mình đã nói ở trên phần của thanh RAM rồi. Nhưng mà đây là một trong những điểm mà mình chưa đánh giá cao lắm, bởi vì cái phần LED này khi mà XPG họ trang bị thì họ đã để lộ tất cả những cái bóng này, các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Và khi mà anh em lắp vào những cái bộ cây, đặc biệt là những cái bend table ấy, thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những cái bóng LED này, cũng như là cái phần ánh sáng khi mà xuyên qua tản nó sẽ không được đều và đẹp so với lại những chiếc SSD khác được trang bị heatsink cũng như là phần LED so với lại chiếc SSD này. Về thông số chi tiết thì với phiên bản mình đang có đây thì chúng ta sẽ có dung lượng là 256GB, nó sẽ được sử dụng cái chuẩn giao thức là NVMe 1.3. Với tốc độ đọc cũng như tốc độ ghi thì mình có chấm thử qua phần mềm Crystal Deepmark thì nó cho lại những cái thông số hoàn toàn ngang bằng so với lại những thông số mà các bạn có thể tham khảo trên trang chủ, là khoảng 3500MB/giây tốc độ đọc và 3000MB/giây tốc độ ghi. Nhìn chung đối với một chiếc SSD NVMe dung lượng 256GB đến từ thương hiệu XPG Adata quá là nổi tiếng rồi, thì nó còn có thêm một cái phần heatsink rồi phần tản LED này, và mức giá của nó là khoảng gần 1.600.000 đồng. Theo mình thấy nó cũng là một trong những con số khá là hợp lý để cho những anh em nào tham khảo cũng như là muốn nâng cấp lên những chiếc SSD như thế này.
Tổng kết lại hai sản phẩm của XPG thì thực sự phải nói là năm nay họ làm cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là với cặp RAM là Spectrix D60G này, khi mà nó mang cho mình một cái thiết kế cực kỳ ấn tượng. Chúng ta sẽ có tới tận là 60% cái diện tích bề mặt được phủ lên là LED và cái khả năng ép zoom của nó cũng cực kỳ là tốt nữa. Và với lại chiếc Spectrix S40G này thì theo mình thấy đây là một trong những điểm cải tiến lớn của họ ở trên những chiếc FD. Vậy thì anh em nghĩ sao về hai sản phẩm này thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận video cho mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.